Cố lên, đây chỉ là lớp dạy nấu ăn thôi mà, mình làm được. À, mở cửa nào. Xin lỗi cô, cứ để tôi. Đây thưa cô cứ đi đi ạ. Tôi vẫn đóng cửa được mà. Chào gái. Hello. Nguyên liệu của cô chủ đây ạ. Ừ, nhìn nghèo thế. Tôi đang đứng đây luôn đấy nha. Đến lúc bắt đầu bài kiểm tra nấu ăn rồi. Mà đúng hơn thì trận chiến nấu nướng bắt đầu. Chán như con rán rồi nè. Thèm ăn snack kê đó. Quản gia. Hello. Tôi đang gọi đấy. Chắc chỉ có một mình thôi. Khoan, nhà tủ lạnh hả? Thời tế cản không kịp mà. Cốc cốc. Thế này ăn sao được? Mà ai còn để thế này vào đây chứ? Nó đã thối luôn rồi đây này. Hay là thử cắn một miếng. Chắc mình mất trí rồi. Thôi đành. Đôi mất tiêu rồi. Chuột. Ra là mày ăn trộm. Nên là mình còn một đống. Làm ơn cho tôi cái gì ăn đi. Mình sẽ chết ở đây mất. Chả có gì. Có khi nếu mình ước nguyện thành tâm. Vẫn trống rỗng. Kiểm tra lại coi sao. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Thông thường tương cải sẽ dưới lên hot dog. Nhưng hôm nay nó là đồ uống. Loại đồ uống khó nuốt nhất. Ồ, cậu còn nhớ con bé mặc cái áo len màu vàng xấu mù không? Ừ, xấu nhất luôn ấy. Cho tôi qua. Tôi có thể... chắc là họ không thấy mình. Đi học mà không phải lo mọi người có thích bạn không đã đủ mệt rồi. Mình phải vào lớp thôi. Mình không muốn vào muộn. Wow. Hả? Ôi, tôi xin lỗi. Ôi giời. Cậu đang đùa tớ à? Hả? Nhìn đây này. Ướt sũng rồi. Cậu làm hỏng áo phông yêu thích của tớ. Tớ rất xin lỗi. Tớ sẽ... Tớ... Thôi tớ đi nhé. Cậu có tin nổi không chứ? Đúng là vụng về. Cứ chờ đấy. Phải làm bài tập về nhà luôn. Không mình lại quên mất. Con bé sẽ ướt nhẹp cho coi. Chuẩn rồi, cho nó bài học. Sẽ hay lắm cho mà xem. Đổ. Lêu lêu. Đỉnh của chớp luôn. Ôi không. Vở bài tập ướt hết rồi. Tôi kết bị coi là mọt sách. Chả hiểu sao mình phải thi luôn. Tiền hả? Có vậy thôi sao? Khoe với chả khoang. Phô mai à? Ok, chắc mình sẽ làm được thôi. Đây rồi. May mà mình mang theo mấy cái que ăn kem này. Hãy xiên que vào cục phô mai ở đây nhé. Sau đó cắt phô mai thành 3 phần như thế này. Rồi nhúng phô mai vào trứng. Tiếp theo là bột. Và cuối cùng là vụn bánh mì. Cho que phô mai này vào chảo dầu đang sôi nè. Cẩn thận xoay que phô mai trong chảo cho đến khi nó chuyển thành màu vàng nâu. Nhìn ngon phết, giờ bay lên đĩa thôi. Sao nhìn thèm thế không biết. Này trợ lý ơi. Úi, xin lỗi cô. Chẳng hiểu sao tôi phải trả lương cho anh luôn ý. Alo, tôi cần anh giúp. Gì, tôi đang đi du lịch đấy. Ồ, sao mà không nói sớm gì vậy. Đợi tôi xíu, tới công chuyện rồi bà con. Đến lúc lên đồ rồi. Bye bye nhà tù. Anh đi đâu đây? Anh có việc tí. Chú là mẹ anh hay gì? Tôi hơi lo thôi, nhưng ok. Hồi hộp quá đi mất. Cứ như hồi trước vậy. Này, phải cô ta không? Chuẩn. Ok, đơn giản như đan rổ. Hình như cô bé đang bận nhở. Xí tiền ra nhanh. Không rẻ đâu mà. Ù là trời.
món của em đâu rồi? Thế là rớt nhé. Dạ, không thể tin nổi. Phô mai của em biến mất rồi. Món ăn này cực kỳ hảo hạng, cực bá cháy. À cộng nhé. Em ạ, ồ em cảm ơn. Bất công thật đấy. Tại cậu đen thôi. Khoa học. Khoa học là nhất. Mình cực kỳ yêu khoa học. Đứng hoảng, chỉ là một cô gái thôi. Ok, hôm nay là ngày ấy. Mình làm được mà. Đã đến lúc dũng cảm và tỏ tình với Wendy rồi. Hít thở sâu. Đi thôi. Wow, mình thật sự động vào cô ấy. Wendy, xin lỗi cậu. Chào. Cậu đang cần gì thì cứ nói đi nào. Ừ thì tớ chỉ muốn là tớ mang hoa tặng cậu này. Hả? Nghiêm túc đó hả? Cậu mang hoa tặng tớ hả? Thật sao? Ôi, cảm ơn cậu. Không có gì. Tớ đã thấy nó vào hoa. Hoa làm tớ nghĩ tới cậu. Và cậu rất thích thực vật hồng. Cậu dễ thương quá. Không dễ thương bằng cậu. Khoan, mấy đứa mở sách làm gì kia? Ôi hả? Wendy nhận được hoa hồng khi mình ở ngay đây á? Thật sự là... mình không thể... nhìn bực cả mình. Khoan, có gì trên bảng thông báo vậy ta? Để xem nào. Dịch vụ giao hoa tức thì à? Điều này sẽ trả lời cho vấn đề của mình. Mai này thú vị quá đi mất. Cốc cốc, tôi đang cầm hoa của một quý cô may mắn trong vòng. Hả? Chà. Tôi luôn nhận được phản ứng đó. Có người trong lớp nhận được bó hoa hồng dễ thương này. Wow, xin hãy là tớ. Tha hồ mà nở mày nở mặt đây. Bó hoa này là dành cho Wendy. Là tớ. Cậu may mắn ha. Ừ, bó hoa này là dành cho cậu đấy. Cậu ra nhận hoa đi kìa. Ok. Của cậu đây. Cảm ơn nhé. Tớ chưa từng được gửi hoa bao giờ. Lại còn thơm nữa chứ. Hương thơm ngào ngạt. Cảm ơn cậu nhiều. Công việc của tớ mà. Boa chứ nhẹ. Ủa, Boa? Ừ, tớ là người chuyển phát mà. Thấy không, tớ còn có mũ này. Thôi nào, mau đưa tiền Boa đi. Sao, giao hàng ấy ạ? À? Nhưng tớ tưởng cậu tặng bó hoa này cho tớ. Tớ mang nó từ điểm A đến điểm B. Xấu hổ không biết chui vào đâu. Tại sao chuyện này luôn xảy ra với mình chứ? Hình như tớ có ít tiền ở đâu đó. Để tớ xem cái đã. Chà, không phải tiền nhưng có khi cậu ấy vẫn nhận. Đây, cậu cầm đi. Khoan, cậu đang đùa tôi hay gì? Cái gì đây? Cậu bao cho tôi cúc áo hả? Tớ rất xin lỗi, tớ không còn có gì khác cả. Không sao, thưởng thức hoa đi. Trời, mình có công việc mới. Đang thấy vui mà giờ mình lại thấy tệ. Mình còn chẳng muốn bó hoa này nữa. Nhìn mặt cậu hai dã man con ngan luôn. Này Mindy, cậu có muốn bó hoa này không? Cầm đi. Khoan, cậu muốn cho tớ bó hoa sao? Tất nhiên. Ôi, giờ tớ cảm thấy mình thật quá đáng khi chơi xấu. Ôi, xin lỗi Wendy. Không sao đâu. Ôi, trông mình ổn không nhỉ? Tân danh tản tơi mất rồi còn đâu. Có đôi tất nào quanh đây không nhỉ? Cháu đang cần đồ để đi phải không? Cầm lấy. Cảm ơn chú nhặt rác. Còn gì sạch hơn không chứ? Con chuột. Ui, méo mó con hơn không mà. Lắm đất quá. Sao mà dính chắc quá vậy? Chúng ta không hợp với nhau rồi. Hay là thử dùng loại này nhỉ? Nước tẩy sơn móng tay có thể tẩy vết bẩn.
đổ một chút lên bông tẩy trang, rồi trà lên bề mặt bẩn. Tiếp tục nào, sắp xong rồi. Đó, sạch như mới. Và siêu dễ thương. Ta-da! Lao giúp chú luôn đôi này được không? Thôi, cháu xin phiếu.